Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm tấm inox đục lỗ tròn chất lượng cao, hãy đến ngay cửa hàng của chúng tôi, cửa hàng Lê Hùng. Chúng tôi cung cấp tấm inox đục lỗ tròn bán buôn và lẻ, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong các ứng dụng khác nhau. Địa chỉ 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Zalo hoặc điện thoại để biết thêm chi tiết và đặt hàng. Số điện thoại trên Zalo 0936144646. Lê Hùng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm inox đục lỗ tròn chất lượng, đa dạng về kích thước, độ dày và đường kính lỗ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Sản phẩm của chúng tôi được sáng tạo để phục vụ nhiều mục đích, từ chế tạo máy móc đến trang trí nội thất và nhiều ứng dụng khác. Hãy đến với cửa hàng Lê Hùng để trải nghiệm sản phẩm inox đục lỗ tròn chất lượng và sự phục vụ tận tâm từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi. Xưởng gia công đục lỗ inox Lê Hùng, gia công inox theo yêu, lớn nhất miền Bắc. Bạn đang tìm kiếm đối tác đáng tin cậy trong việc gia công và cung cấp tấm inox đục lỗ tròn chất lượng cao? Hãy đến với chúng tôi, xưởng gia công đục lỗ inox, nơi sự chất lượng và đa dạng đặc điểm sản phẩm gặp gỡ. Chúng tôi chuyên cung cấp tấm inox đục lỗ tròn, chất lượng cao và đa dạng về kích thước, độ dày và đường kính lỗ. Công ty Lê Hùng là nhà sản xuất, mua bán phân phối lớn nhất Việt Nam, cộng với có kinh nghiệm nhiều năm tạo ra những sản phẩm chất lượng giá cực rẻ. Lê Hùng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về các sản phẩm của khách hàng. Nếu quý khách có nhu cầu cần đặt hàng loại tốt tại video bạn đang xem hay cần tư vấn sản phẩm mua hàng, gọi điện đặt hàng mua qua Zalo của Lê Hùng 0936144646. Nếu anh chị ở Bắc Ninh, hãy liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính, cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Sản phẩm của chúng tôi phục vụ mọi nhu cầu trong nhiều ứng dụng khác nhau. Gia công inox theo yêu cầu, chúng tôi tự hào là đơn vị gia công inox theo yêu cầu của bạn. Khách hàng có thể yên tâm về sự tỉ mỉ và chính xác của sản phẩm cuối cùng. Bán buôn và bán lẻ, chúng tôi đáp ứng cả nhu cầu mua sỉ và lẻ, giúp bạn tiết kiệm và linh hoạt trong việc quản lý hàng tồn kho. Lý do lựa chọn chúng tôi: lớn nhất miền Bắc, với quy mô lớn nhất tại miền Bắc, chúng tôi có khả năng sản xuất số lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn. Chất lượng đỉnh cao, sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đa dạng mẫu mã, sản phẩm của chúng tôi có sẵn trong nhiều mẫu mã để bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu cụ thể. Hỗ trợ tận tâm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thông qua Zalo hoặc điện thoại để giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng đúng nhu cầu của bạn. Liên hệ: địa chỉ 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại trên Zalo 0936144646. Lê Hùng. Hãy để chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc cung cấp tấm inox đục lỗ tròn và gia công inox chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và mang đến giải pháp tốt nhất cho dự án của bạn. Trang trí nội thất, tấm inox đục lỗ tròn mang lại giá trị thẩm mỹ và tính hiện đại cho nhiều công trình trang trí nội thất như cửa sổ, cửa ra vào, bức tường trang trí và nhiều hạng mục khác. Sự sáng bóng của inox làm cho nó phù hợp cho các dự án thi công trang trí và tạo điểm nhấn aesthetic. Làm khay và sàng lọc, inox tấm đục lỗ được sử dụng để chế tạo các khay và sàng lọc trong quá trình lọc khoáng sản, nông sản và thậm chí trong sản xuất thực phẩm. Các lỗ tròn được thiết kế để phù hợp với kích thước và đặc tính của các sản phẩm cần lọc, đảm bảo hiệu suất tối ưu. Xây dựng vách ngăn và hàng rào, tấm inox đục lỗ tròn cũng được sử dụng để làm vách ngăn trong các công trình xây dựng và để tạo hàng rào bảo vệ. Khả năng chống ăn mòn và độ bền của inox đảm bảo rằng các vách ngăn và hàng rào sẽ duy trì tính thẩm mỹ và an toàn trong thời gian dài. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm tấm inox đục lỗ tròn chất lượng cao, hãy đến ngay cửa hàng của chúng tôi, cửa hàng Lê Hùng. Chúng tôi tự hào cung cấp tấm inox đục lỗ tròn bán buôn và lẻ với đa dạng kích thước, độ dày và đường kính lỗ để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong các ứng dụng khác nhau. Địa chỉ 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Zalo hoặc điện thoại để biết thêm chi tiết và đặt hàng. Số điện thoại trên Zalo 0936144646. Lê Hùng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm inox đục lỗ tròn chất lượng, được sản xuất với công nghệ hiện đại và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đáp ứng các ứng dụng truyền thống, mà còn phù hợp với các ứng dụng mới và sáng tạo. Ngoài các ứng dụng đã được đề cập trong bài viết trước đây, sản phẩm của chúng tôi còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như ngành thực phẩm, tấm inox đục lỗ tròn thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và chế biến thực phẩm để lọc và xử lý các sản phẩm thực phẩm. Công nghiệp điện tử, inox tấm đục lỗ tròn có thể được ứng dụng trong việc sản xuất các bộ phận điện tử và hệ thống điện tử như màn hình, loa và các thiết bị khác. Công nghiệp ô tô, trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, tấm inox đục lỗ tròn được sử dụng để làm các bộ phận và vật liệu che mặt xe và tạo các phần trang trí nội thất.
Với đội ngũ chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của bạn về tấm inox đục lỗ tròn. Công ty Lê Hùng là nhà sản xuất, mua bán phân phối lớn nhất Việt Nam, cộng với có kinh nghiệm nhiều năm tạo ra những sản phẩm chất lượng giá cực rẻ. Lê Hùng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về các sản phẩm của khách hàng. Nếu quý khách có nhu cầu cần đặt hàng loại tốt tại video bạn đang xem hay cần tư vấn sản phẩm mua hàng, gọi điện đặt hàng mua qua Zalo của Lê Hùng 0936144646. Nếu anh chị ở Bắc Ninh, hãy liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính, cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Hãy đến với cửa hàng Lê Hùng để trải nghiệm sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm của chúng tôi. Năng lượng mặt trời, inox tấm đục lỗ tròn có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Chúng được dùng để làm vật liệu che mặt trời hoặc hệ thống tạo điều kiện để tối ưu hóa thu thập năng lượng mặt trời, đóng góp vào việc sử dụng năng lượng sạch. Tóm lại, tấm inox đục lỗ tròn là một sản phẩm vô cùng linh hoạt, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp. Khả năng kết hợp tính năng chống oxy hóa xuất sắc, độ bền và tính thẩm mỹ đã khiến cho sản phẩm này trở thành lựa chọn yêu thích trong nhiều ứng dụng đa dạng. Lê Hùng, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem video này và tìm hiểu về những sản phẩm và những mặt hàng chất lượng giá rẻ của chúng tôi. Các bạn xem thấy hay, công ty Lê Hùng rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Bạn xem video này, nếu xem thấy hay, bạn ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất.